cùng ghi đi, chú bé cơm nắm. Không phải trái cây đâu, tác giả Kukumitsu. Không phải trái cây đâu, đây là quả gì à Sóc? Đá. Đúng rồi, quả gì đây? Đá đen rồi. Chính xác, quả gì đây? Apple. Quả gì đây? Cam. Chính xác, quả cam. Rồi, trái cây là quả gì nhỉ? Là quả chuối phải không? Có phải quả chuối không con? Không phải không? Không phải, đúng rồi. Đây là cái gì nhỉ? Đây là chiếc mỏ của bạn. Đây là chiếc mỏ. Của bạn gì? Chim bồ đông. Chính xác, chiếc mỏ của bạn chim bồ đông. Trái cây là quả dưa hấu có phải không hả Sóc? Có phải quả dưa hấu không con nhỉ? Có phải không? Phải. Đây là chiếc mai của bạn gì? Chim bồ đông. Bạn gì nhỉ? Chim bồ đông. Không phải, của bạn rùa. Bạn rùa. Rồi, trái cây, đây là quả gì Sóc nhỉ? Có phải quả mít không ta? Có phải quả mít không con? Không, không phải quả mít đâu, là bạn gì? Bạn nhím. Đúng rồi, bạn nhím, bạn nhím. Trái cây, đây có phải quả cam không hả Sóc? Có phải quả cam không con? Quả cam, có phải quả cam không nhỉ? Không phải, không phải quả cam đâu. Đây là chiếc vỏ của bạn gì? Đây là bạn là chim bồ đông. Không phải của bạn chim bồ đông đâu. Đây là bạn gì con nhỉ? Bạn ốc sen. Chính xác, đây là chiếc vỏ của bạn ốc sen. Bạn ốc sen. Trái cây, đây có phải quả anh đào không hả Sóc? Quả anh đào. Có đúng không con nhỉ? Có phải không? Không phải quả anh đào đâu, đây là chiếc gì? Chiếc mũ của bạn chim bồ đông. Không phải chim bồ đông, chiếc mũ của bạn? Chiếc của bạn Tuần Lộc, bạn Tuần Lộc. Bạn Tuần Lộc. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi phát trái cây cho các bạn nhỏ nào. Hết rồi. Hết rồi, quyển sách của chúng ta đến đây là hết rồi đấy.